Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe của miền Nam. Thì sáng ngày hôm nay bên Huy mới vừa về một chiếc xe Toyota Innova số sàn 2017 các anh chị. Thì cũng khá là nhiều khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm này ra khá là nhiều, cho nên là Huy sẽ dành vài phút giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này. Đây các anh chị, màu bạc nha. Xe này gốc là ở thành phố các anh chị, gốc thành phố, cho nên anh chị nào có hộ khẩu thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Đó, sản phẩm thì mới vừa về tại công ty bên Huy thôi, khá là đẹp. Thì mình sẽ đi, đầu tiên mình sẽ đi một vòng ngoài thất ở bên ngoài. Sau đó thì Huy sẽ đi chi tiết bên trong cho anh chị và các bạn mình xem. Đây phần ga lăng các anh chị. Xe thì gia đình đi sử dụng, chắc xe còn rất là đẹp. Và đặc biệt đối với sản phẩm này được chủ xe bảo dưỡng hãng đầy đủ 100% luôn, chỉ làm trong hãng thôi các anh chị. Cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng. Mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng. Đó, cụm đèn các chị nhìn ha, khá là sáng bóng và mới. Xe này mới về thì Huy chưa có cập nhật giá chính xác về sản phẩm. Thì một tí nữa Huy sẽ để giá trên đường mô tả cho anh chị và các bạn xem. Đây, vỏ này, anh chị nhìn ha, còn rất là dày. Đó, mới thay luôn các chị. Đó, xe thì đèn anh chị nhìn ha, đèn xi nhan từ gương, khá là sáng bóng, khe hở giữa các chi tiết, cửa về mọi thứ. Đối với những cái sản phẩm này thì thật sự là anh chị không lo lắng gì, vì những cái sản phẩm này trước khi mà lấy về thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng cho anh chị. 2017 phơm mới các anh chị, phơm mới, kiểu dáng thiết kế thì chắc chắn là các anh chị cũng không sao lạ gì với sản phẩm này rồi. Ở khe hở với các chi tiết khá đẹp. Xe thì có trang bị camera gear các anh chị, camera gear. Và đây là cảm biến khoảng cách từ phía sau. Vỏ sa cua. Vỏ sa cua còn nguyên bản không các anh chị, chưa chạm đất luôn nha. Đây. Gầm nhún. Ở 2017 thì đối với các anh chị nào có tài chính không nhiều thì anh chị có thể lấy những cái sản phẩm 2017 này, vì đây là một cái sản phẩm mẫu mới rồi các anh chị, mẫu mới rồi, với trang bị động cơ mới Dual VVTi thì sản phẩm đã được bên Huy kiểm tra rất là kỹ, rất là kỹ rồi. Đó, anh chị mình xem qua một vòng. Đây, khe hở giữa các chi tiết các anh chị. Đây. Rồi, vỏ trước bên phụ. Đó, mới thay. Đây các chị. Đây là biển số gốc thành phố. Đó thì Huy sơ bộ cho anh chị nắm về cái phần ngoại thất, thì tiếp theo Huy sẽ vào bên trong xe để cùng các anh chị mình xem chi tiết phần nội thất bên trong. Odo chuẩn của xe là 78.612 cây số. Xe này thì chủ xe đi giữ kỹ gia đình đi các anh chị, cho nên là bảo trì bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ luôn. Cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng. Đó, anh chị xem ha, về phần tapi cửa này. Đó, cửa trước bên tài anh chị thấy ha. Đó, nhìn khá là đẹp. Đây, rèm trên tắp lô. Đầu DVD Android nha các anh chị. Mình sẽ coi sơ về đầu DVD Android các anh chị. Thì với một cái đầu DVD Android á, thì nó có rất là nhiều những cái tính năng ở trong đó, như một cái điện thoại thông minh. Ngoài ra những cái tính năng như là xe này thì có thể có cái camera hành trình này các anh chị. Nó sẽ ghi hình và nó lưu trữ ở trong cái đầu DVD Android này. Thì đây những cái đầu ghi này các anh chị ha. Đây nó nhảy sang đây phần đầu ghi, rồi Z test, rồi Google, YouTube, rồi ES duyệt tập, rồi VTV Go TV. Nói chung là radio, rồi Bluetooth, mọi thứ nó có rất là nhiều các anh chị. Cái này thì nó sẽ tự ghi hình luôn, dẫn đường luôn các anh chị nha. Đó, radio rồi
Google Chrome khá là nhiều. Thì với cái sản phẩm này thì về cái hộp số thì có chế độ Eco Power, cái gì là tức là chế độ mà mình chạy tiết kiệm cũng như là chế độ mà tăng tốc. Đó. Thì Huy cũng sơ bộ để anh chị mình nắm về cái thông tin về cái sản phẩm này. Rồi ở trên trần thì chủ xe đã bọc trần 5D các anh chị. Cái trần này thì cái sự cách nhiệt khá là tốt ha, khá là tốt. Rồi mình sẽ đi một vòng ha, để một tí nữa Huy sẽ quay cho anh chị xem về cái phần động cơ luôn. Đó, đây là bàn đạp, những cái bàn đạp côn này, bàn đạp thắng, bàn đạp ga này. Ở dưới sàn thì chủ xe có lót sàn Simly rồi các chị. Ngoài ra còn lót thêm những cái tấm lót 5D lên trên nữa. Đây. Đây rồi. Đó. Anh chị hoàn toàn yên tâm với những cái sản phẩm bên Huy thì luôn cam kết đảm bảo tình trạng xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản nha các chị. Bên Huy sẽ có một cái giấy chứng nhận chất lượng xe qua sử dụng và có sự cam kết, có sự xác nhận của lãnh đạo công ty bên Huy, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Bộ ghế da thì chủ xe đã lên cái bộ ghế da rất là đẹp quá anh chị, khá là thể thao. Và da này da xịn cái gì nha, da xịn rất là đắt tiền. Này, da thì chủ xe bọc tại hãng luôn quá chị. Rồi cốp sau mình coi qua. Đây các chị, thì xe gia đình đi sử dụng cũng khá là kỹ, cho nên là những chi tiết như tắp bi, nhựa đó, mọi thứ thì còn long lanh hết các anh chị đó, keo trùm bồ lon tán, mọi thứ còn nguyên bản. Xe thì có hai dàn lạnh và mỗi hàng ghế đều trang bị hai cửa gió điều hòa đó, đồ nghề con đội đầy đủ đó, bèo này anh chị nhìn nè, rất là mới và sáng. Ok các anh chị ha, thì thực sự là xe thì có nhiều, nhưng đối với những cái sản phẩm mà 2017 thì hiện tại đang được khách hàng tìm kiếm khá là nhiều, vì đơn giản 2017 nó là mẫu mới rồi các anh chị, và 2017 thì anh chị chắc chắn rồi giá nó sẽ thấp hơn so với những cái đời cao hơn 2018, 2019, 2020, nó vừa tầm với rất là nhiều khách hàng. Với đặc biệt đây là biển số thành phố nữa, thì những anh chị nào đang có nhu cầu mà mua xe về sử dụng mà có hộ khẩu thành phố thì anh chị sẽ tiết kiệm được chi phí tới 20 triệu phần phí biển số. Thì Huy thông tin sơ bộ về tình trạng ngoại thất cho anh chị và các bạn mình nắm nội thất bên trong, và đây là phần động cơ. Đó, anh chị thấy ha, một chiếc xe gia đình đi bảo dưỡng hãng đều thì động cơ nổ rất là êm, và từng chi tiết, từng bộ lon con tán, từng chất điện, mọi thứ khá là chuẩn nha các anh chị. Đó, bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mà bên Huy tiến hành thu mua xe này vào. Thì những cái sản phẩm, những cái đầu ra bên Huy thì đều có cam kết chất lượng cho anh chị. Và động cơ hộp số thì bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây số, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Thì Huy thông tin sơ bộ để anh chị và các bạn mình nắm về chiếc xe Toyota Innova 2017 này, mẫu mới, xe biển số gốc ở thành phố, chắc xe thì còn rất là mới và đẹp, xe gia đình đi đúng chuẩn luôn, động cơ hộp số anh chị yên tâm, xe này bảo dưỡng hãng đầy đủ, full lịch sử hãng luôn, cho nên anh chị mua những cái sản phẩm này về anh chị yên tâm tuyệt đối. Ok rồi, và sản phẩm vẫn được sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota, lãi suất khá ưu đãi, chỉ 5.79% trên năm thôi. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Giống như là cái xe này nó có một cái loa sub các anh chị, có loa sub, vì đây là cái cụm điều chỉnh của cái loa sub các anh chị, nghe nhạc sẽ rất là ok. Rồi Huy xin kết thúc video tại đây, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo ạ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình, Huy sẽ cập nhật cho anh chị những sản phẩm mới về tại công ty để anh chị mua về sử dụng cho gia đình mình ạ. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại.